Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của vị trí chú niêu và chúng ta sẽ trở lại với à, cập nhật mới nhất về những câu chuyện à, xung quanh à, việc ông giám sát việc Andrew Đỗ đã bị à, FBI bố ráp và điều tra à, khi mà đã điều tra à, báo các tòa kiểm tra nhà của con gái của ông Andrew Đỗ, nhà Andrew Đỗ, vợ chồng Andrew Đỗ và nhà ông đi vô phạt của nhà hàng của à, Performance River ở Phú Lộc Thọ thì hôm qua tại cuộc họp của ở đang câu ty thì à, những người à, đồng viện cũng như là à, những người trong cuộc họp đã đưa lên để à, tiến trình để à, yêu cầu ông đổ từ chức vì đã làm làm gọi là ô ế đi những người đồng viện cũng như là những người làm trong công việc của à, chính quyền của nguồn cầu County. Tuy nhiên hôm qua thì ông Andrew đã trốn tránh và đã không có mặt trong cuộc họp. có vẻ như ông ta đang chịu áp lực của rất nhiều và từ những giềm pha của đồng viện và áp lực từ nhiều phía cũng như là áp lực của pháp luật. chúng ta thấy là những uh, riêng về bản dân trong cộng đồng những cái phe phái trong những thành viên phe phái của ông Andrew thì không có ai lên tiếng bảo vệ ông ông này cũng như uh, những người trong tổ chức công ta như là chẳng thấy văn hay chí tạ hay là thậm chí như YouTuber uh, ăn theo uh, nó leo như là chữ chú huy ngọc phong Đó, thì uh, cũng đã im tiếng không đưa vụ này lên cũng như không đưa ra những cái gì để bảo vệ cho những người gọi là người người chủ người thầy của mình đã giúp cho mình một thời kiếm cơm kiếm những cái lợi nhuận cái benefit vì à, thấy năm qua rồi cho Đỗ Vinh lên mà nó hư nó cụ thì thì cũng bị uh, chỉ trích rất là nhiều vì nói uh, sai sự thật và cũng như nói không có tính là uh, khi mà một người làm sai thì phải có sự răng đe sự điều tra của pháp luật. Đồng thời đó thì hôm nay thì uh, trên trang uh, trên trang chủ về chính trị tranh cử của uh, người đồng minh gọi là bạn thân à, bà Michelle Steel hay bà Dân Kim, hai dân cử của Liên bang. À, bà Dân Kim cũng là một dân cử Liên bang của đảng Cộng hòa trong Oracley County à, đã gỡ tên ông Andrew Đỗ ra khỏi cái quốc gia tranh cử mà endorse cho mình vì cảm thấy à, đó là một cái nỗi xấu hổ và có thể làm cho mình cái dịch tranh cử của mình thất bại cho nên đặc biệt bà Michelle Steele đã gỡ ra trên cái website tranh cử của mình và Michelle Michelle Steele tranh cử của vị trí là uh, dân biểu của liên bang còn đó ông cái vị nhân vật mà cạnh tranh với bà Michelle Steele là ông luật sư đại đất dân phụ đảng dân chủ và bà Michelle Steele cũng đã đưa ra cũng như là trong những cái chiến dịch tranh cử của mình nhà nước cũng được sự tư vấn tham vấn của những thành phần gọi uh, là chống cộng cùi uh, chống cộng mà uh, để uh, bao che để quay qua những quyền lợi cho cá nhân cho băng nhóm của mình như là dần thấy văn hay chí tạ rồi năm quan rồi bây giờ đã vỡ lỡ ra là, là những cái vụ là uh, tham nhũng như đến uh, đến sự tham nhũng mà làm ô uế trong cộng đồng ô uế những cái thành phần nhưng mà làm bôi bẩn thêm cái cờ vàng á thì làm trong cộng đồng rất là một nỗi dục trong cộng đồng người Việt thì bà Mỹ Steel cũng đã đưa những cái bản chúng ta biết là bà Mỹ cũng đưa ra những cái trong cái câu chuyện của ông ông Thích Minh Tuệ thì cũng đưa ra khi mà ông Thích đề, à, À, được cộng đồng trong Việt Nam quan tâm và được à, những cái youtuber như Chiếu Huy bơm thổ lên, rồi cũng à, để dùng dùng đó là lá cờ cho cái việc à, sử dụng à, tranh cử của mình thì cũng là viết thư, rồi lên án, rồi 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 gì ra, rồi đốt nến cầu an. À, tuy nhiên chúng ta thấy toàn là những cái, cái việc là khó đưa ra ông đúng sự thật làm cho những những việc hành động đó cho thấy à, nó nó bẩn thiểu hơn nữa Vì công thức binh tuệ vẫn tiếp tục tu học và vẫn đi à, theo cái cách của mình vẫn tiếp tục đến bây giờ cho thấy những cái gì mà tụi này làm thì nó đi ngược lại sự thật và rất là bẩn thiểu và bây giờ chúng ta thấy à, cái phe phái nó đang sụp đổ dần dần từ cái việc mà FBI đã điều tra khám nhà và chắc chắn thời gian tới sẽ có khả năng khởi tố thì câu chuyện đã vỡ lỡ và à, ngày hôm nay thì à, đồng bọn gọi là đồng bọn đã tháo chạy và gọi là mạnh nay thấy vậy mạnh nay còn sống sót còn có cơ hội để gỡ bỏ ra thì đã à, bỏ chạy hết và ngay quảng văn bài MCT cũng Diễn dịch tranh cử của Michel cũng gỡ bỏ cái tên ông Andrew Rổ là người ủng hộ là người mình cho cái chức vụ này vì hôm nay à, nó quá là đây là một quả nhục mà có thể làm cho cái chiến dịch tranh cử mình thất bại cho nên là mạnh nay nấy bỏ chạy và bảo vệ đấy cái danh dự của mình và cho cái cái cái, cái, cái chiến dịch tranh cử của mình đó là một số tin tức vào ngày hôm nay trong trong cái cập nhật của uh, việc FBI bố rác và điều tra cha con ông Andrew xin cảm ơn đã theo dõi xin chào tạm biệt.